Chào các bạn, thật sự đây là một niềm vinh hạnh cho bản thân tôi khi được đứng trước mặt các bạn, những sinh viên ưu tú nhất để chia sẻ về hành trình thành công của bản thân. Những gì tôi có ngày hôm nay, phần lớn được ươm mầm và nuôi dưỡng tại một ngôi trường chất lượng hàng đầu, nơi thành phố giản dị nếp mình cạnh những cảnh đẹp thơ mộng và quá độ trữ tình của vùng đất hoa vàng trên cỏ xanh. Ngôi trường nổi tiếng với những bài vang thành tích đáng tự hào, trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Quỳnh Như, học sinh lớp 11A1 trường trung học phổ thông chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên. Mình có niềm đam mê đặc biệt dành cho nghệ thuật và nhiếp ảnh. Mình còn rất thích đọc sách trong thời gian rảnh nữa đó. Đây là ngôi trường mình đang theo học, mái nhà của truyền thống lịch sử vĩ vang cùng những thành tích vượt trội có 102. Với trách nhiệm phát triển và bồi dưỡng học sinh ưu tú của tỉnh nhà, trong suốt 72 năm qua, trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cao cả của mình. Minh chứng rõ ràng nhất là sự thành công của lớp lớp các bậc tiền bối, các anh chị cựu học sinh đã và đang cống hiến hết tài năng của mình cho sự phát triển đất nước cùng những tấm huy chương bằng khi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Để có được chất lượng giáo dục như ngày hôm nay, không thể không nhắc đến các thầy cô giáo, những người luôn nhiệt huyết với nghề, sẵn sàng truyền ngọn lửa tri thức cho những học sinh yêu quý. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất cùng những trang thiết bị hiện đại cũng được trang bị, không chỉ tạo điều kiện cho học sinh tiếp thu kiến thức hiệu quả, mà còn giúp các bạn thư giãn, phát triển những kỹ năng sống trong thời gian rảnh. Với phương châm hàng đầu, học sinh Lương Văn Chánh phải có một cái đầu minh mẫn, đặt trên một cơ thể cường tráng và một tâm hồn phong phú. Chúng mình không chỉ học giỏi mà còn chơi rất hay đó nha. Để mình kể cho mấy bạn nghe điểm đặc sắc của Lương Văn Chánh mà ít ngôi trường nào có được. Đó chính là một ngôi lạc ẩm thực xung quanh trường, không chỉ cung cấp đủ năng lượng cho một buổi sáng đầy năng động, mà còn là nguồn động lực to lớn giúp tụi mình dậy sớm để được dành thời gian cùng những người bạn mình quý nhất. Xem mình không để các bạn tự mình tận hưởng vi điệp của ngôi trường này rồi dần dần yêu mến nó nhỉ? Nào, hãy đi với mình nào. Bạn